Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với vlog tiếp theo của mình anh em nhá. Ở đây thì ngày hôm qua ấy thì chú Lợi cũng xử lý xong cái phần điện kia, nối xong cái phần điện rồi. Bây giờ đang đi nó gọn là mình ạ. Đấy, mình có quấn hết toàn bộ lại ống sun rồi kìa. Đấy, ở đây chú Lợi đang đi làm tất cả mà cái dây điện mà nó vẫn còn chưa được ok ở đây. Nên mình đấy, sẽ chạy gọn lại hết. Đây đường đi và ống phun lên trên kia, không cho vào cái hộp vào cuối cùng với góc đi. Cho hẳn lấy góc luôn. Cho gọn hẳn luôn mọi người ạ. Đây, mấy cục như này để gọn hết vào luôn. Nhiều khi nó còn lỏng dây ấy. Đây này, hôm qua cái mát này mà không cho vào là mát xăng nè, không chạy. Mát này phải đấu vào thân vỏ. Đấu vào vỏ mới được. Đấy, mấy cái rắc như kiểu như thế này anh em ạ, thì bọn mình phải để lên chỗ nào đấy để dễ xử lý ấy. Để khi mà cái rắc nó mà lỏng ấy thì bọn mình có thể cái này đang luồn ra đây, sao lại luồn vào trong chuyện là đấy, nó luồn đấy. Em muốn cho nó đi gọn vào bên trong qua cái cây này hết, bên dưới cây này hết. Bên dưới cây à? Đấy, mà cái chắc mình phải đi để cần để ra một chỗ nào đấy thật là dễ xử lý anh em ạ, để khi nào mà nó lỏng rác ấy thì mình có thể chỉnh được nó, chứ không mà để giấu ở đây là từ lúc mà nó bị lỏng dây mà mình không biết ấy, là máy không nổ ấy, mà mình cứ đi mò xem có cái dây toàn. Cái đấy, lấy cái gì nữa, lấy cái này đúng cái máy cần mình biết đúng không. Đây thì sẽ xem nó vít để đâu rồi. Trong kia kìa, kìa ở vít xe kìa. Anh em ạ, đây rồi. Không cầm kèm theo con vít à? Ở đây có vít chứ. Ở đây nhiều vít mà, để tôi sẽ đông cái giỏ này. Hình như hết vít rồi. À đây, tặng hẳn chú một con. Đây là mát của đây như kiểu là cái rơ le cho cái quạt cái tháo ấy. Bởi vì đường dây này nó cũng đấu xuống dây quạt, đấu xuống dây quạt á. Ừ, thì nghĩ đây nó làm cái rơ le khi nóng gì đó, điện ECU cấp qua đây. Đây đi, mát đây đi. Đây cũng là một cái rơ le. Vậy là hôm qua có cái cục nào ấy là nó cắm nguyên mát vào đấy không? Nó cắt hết ra luôn. Vứt đi rồi. Vứt đi. Cái giáp này cũng không làm gì này. Cái này như giáp gạt mưa thôi. Thôi, chẳng cần. Mình không sử dụng đấy. Yeah. Đúng. Không sử dụng để cắt hết đi rồi. Này đây. Đấy. Còn riêng ra chứ lỡ nó chập vào nhau nữa. Đấy, ba đầu nó dính. Quấn bằng dính tạm tạm mà. Nó chập vào nhau. Đâu rồi? Bằng dính rồi. Đây. Đây, trời, con này đi đường này riêng rẽ ra. Riêng rẽ ra tình yêu ơi tình yêu. Đấy. Bổ dây ra sun đi. Bổ dây sun đi. Bổ dây sun để đi kẹp vào cái đường này đi lên hết trên kia. Rồi để cháu bổ dây sun rồi. Ừ. Mình phải bổ mấy cái đoạn dây sun đi ra. Đấy, luồn dây.
thấy em ơi, đẹp chưa, gọn ghẽ chưa. Đấy, chú lại đang đi lại cái dây điện đồng hồ này, là dây điện ổ khóa đấy mọi người, dây điện tổng ấy. Đấy, đang quặn lại hết mấy cái dây điện đấy rồi đưa mấy cái hộp kia lên trên đầu kia mọi người ạ. Quấn lại hết rồi. Chỗ này thì nó va chạm, nó bị xuất ra, nó chập điện, hỏng mất động cơ, hỏng mất hệ thống nghe nhìn, nó đổ còn hệ thống nghe nhìn bị đoạn. Đài radio. Ừ. Đài radio. Đài radio là bây giờ ở mình vẫn bị phát. Đấy, đi dây điện như thế này lâu ấy, mất thời gian đấy không? Lâu á, kiểu nó không đi vào một mối. Một cái mối mù mà. Sao bọn mình còn nối nữa? Mình còn nối dài theo xe của mình nữa. Muốn của mình lâu. Nhưng khi mình nối nó không ngắn quá, mình phải cải cắt ra nối đó. Xong rồi phải thiết kế một cái hộp số như thế này để gọn lên mọi người ạ. Cái hộp số này vẫn để chung với hộp mấy hộp kia không? Hộp nào? Hộp này. Có. Để chung với hộp kia phải nối dài ra chứ. Hộp này hơi bé lắm. Chắc về sau nó cũng để tạm tạm một khu vực này thôi. Hoặc là để hẳn khu vực với khu vực số kia. Tôi nghĩ là để theo hộp điện này. Thịt chua phú hòa. Đây các bạn, 10 giờ sáng chú lại bây giờ mới ăn sáng. Mời anh em ăn bánh nhá. Đây là rong biển này. Rong biển với lại bánh mấy bột khoai tây. Ngon. Ngon nha. Ngon. Vị nó kiểu mặn mặn. Ngọt ngọt mặn mặn. Mình chỉ ăn cái này thôi mọi người. Mình chỉ còn trẻ con á, mình còn ăn cơm thì ôm bát lốc mà. Mình còn ăn cơm thì ôm bát lốc nên là bát to hả? Bát phòng sắt đấy. Đấy. Đây nhá. Cái dây điện nào ok này, bây giờ mình sẽ phải quấn cái bọc như thế này. Đỡ sấm nước và dây điện bọc lại mới sấm à? Dạ quấn phải quấn như giờ mà không quấn nữa thì thôi. Nhưng mà quấn như là đỡ sấm nước này, có ni lông rồi kệ, để thoát nước, thoát nước hay ngâm đánh nước chập là được. Anh ơi, như vậy là cái đường dây điện của mình đã chạy là tạm ổn no rồi đấy. Cái này thì Nguyên đấu thêm gì Nguyên? Cái này đang đấu dài cái dây số đây. À vậy là cái dây cần số này này. Cái dây điện để gãy để gọi là cấp lệnh cho hơi đấy, nó đẩy hơi, đẩy lùi hay đẩy tiến ấy, là ở trong ổ điện này là hiện tại nó đang hình ngắn.
so với lại cái xe của mình. Đấy, thì lúc ban đầu bọn mình đà vẫn cứ dùng y nguyên cái chỗ Dũng cấp cho bọn mình đợt trước. Thì cái này bọn mình sẽ phải nối dài cái đường dây điện này, là đâu cái rắc của nó đâu, xem nào. Đấy, đây cái dắt này này, rồi mình sẽ phải nối dài để về sau này là chạy dọc từ đấy, chạy dọc từ chỗ nguyên kia, xong bắt đầu chạy qua cái đường đấy bọn mình đang đi, cái đường dây phun đi kìa. Đấy, xong chạy lên cái đám này, cái đám này trông nó lằng nhằng tí, bởi nhưng nó cả dây dầu nữa. Cơ này mà mình mà làm ngắn thì lại phải cắt dây dầu đi, nó dài quá thì cắt đi thì nó phí, phí là một. Thứ hai nữa không biết nối nó lại không chuẩn đấy, thì thôi mình cứ để gọn vào một khu đấy. Cái dây dầu nó mình lấy của chiếc xe cũ đâu khá là dài, còn nếu mà mình mà chạy vòng ra mé ngoài kia thì nó lại bị thiếu đấy, thế mới khó. Cho nên là thôi thì bọn mình để cả khu vực này luôn đó, mất thời gian để chỉnh đốn dây dầu nữa đấy, dây dầu phanh, dây dầu côn ở đây cả luôn, thì cho nó vào cái đường này rồi. Nếu mà vòng ra mé hai bên hông xe kia thì cũng được đấy, nhưng mà sợ nó không đủ đấy anh em. Nếu có đủ không Nguyên nhỉ? Cái dây dầu á, vòng nó mé hông có đủ không? Không đủ đó. Không đủ rồi. Đấy, thì ở đây là mình đã cho lên cái hộp điện tổng mà lên trên này nhá anh em nhé. Đây, hộp điện tổng là cắm vào đây. Đồng hồ là mấy nữa là nếu mà có sơ làm đồng hồ mình sẽ lấy lại cái đồng hồ báo phòng tua đấy. Là đây, dắt nó đây. Đấy, mình sẽ lấy lại cái đồng hồ vòng tua, là mình sẽ cho lên cái đám này, nối cái đám này ra để vào cái đường vòng đồng hồ vòng tua. Thì cái này cái đường dây điện thì mà chạy hết vào trong cái khu vực kia nhé, lên mé trước này, sau này mở cốp lên là ở đấy. Trong mé này bọn mình làm cái dưới đáy đấy, là mình sẽ phủ gầm đi, thì nguyên cái khu này trông đẹp đự luôn, không thấy gì luôn. Hả, nóng á? Đấy, khu này thì bắt đầu là đây là dây điện, hai cái dắt này là dây điện nguồn này, nguồn âm dương này. Đấy, hai dắt này nguồn âm dương thì Dũng đã đấu rồi, nhưng mà có vẻ hạn ngắt, mình sẽ phải đấu dài ra tí nữa để cho nó chạy thông về đến cái đường phía sau này, để về cái bình ắc quy này. Đấy, công việc là như vậy anh em ạ. Đấy, còn cái chỗ này là hộp điện này bọn mình sẽ cho nó lên đây, đi gọn nó vào một chỗ để nó không bị ảnh hưởng đến cái hệ thống treo của phía đằng sau. Mình phải đi cái hộp này vào mé trong để nó che lại. Đấy, cho cái cục điện này này vào mé trong này, xong là cho cái ECU ra ngoài để phủ lại. ECU này mấy nữa mình phải che lại chứ, sợ nước nó vào để hỏng mất ECU là thôi, hỏng ăn luôn. Dạ. Yeah. Phá. Khoan đấy, xe để kín rồi. Mình phải cho vào cẩn thận, che vào. Đấy, nhưng mà anh em nhá. Xịt phân gì cơ? Xịt phân gì đấy? Giờ này nó xét hết rồi. À. Để ở ngoài trời mưa đấy. Thế là thằng không chịu, Nguyên nó không chịu che, không chịu che. Hôm vậy là hôm để máy ở ngoài kia thì anh em ạ. Đấy, thì đến hôm nay là bảo ra xem thì nó thấy nó bị han hết rồi, nên là phải đánh rửa lại. Có đánh rửa lại đây, đánh rửa lại đây, nhưng mà không biết được nó có gì, không thấy rồi đen nó đóng vào xăng như thế. Đấy, nhâm nhá gì không? Thì con này nó đóng trụm bên trong thế. Đâu, cậu thấy con này. Đây đi. Nó nhóng chưa? Cái lấy trong lòng cơ. À, đây anh em thấy ở cái con bé bé này, con thứ hai này.
rồi đấy. Con là giữa trắng trắng đấy, đấy ở chỗ đồng đồng đấy anh em ạ. Đấy có mỗi con ấy đóng rồi, con kia phải bật chìa khóa. Ừ, phải đánh cửa ra đấy, cái này còn nhựa. Ừ, xếp lại mà. Đấy, em nhìn trong đây chưa? Xếp mà hết mất giờ mới bảy rồi không? Còn nào chỉ còn chạy tè 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 tè. Hết hơi. Cái hộp này đó, hộp jelly. Trên kia là cầu chì. Hay nhỉ. Vậy hai cái vàng vàng đỏ đỏ này là cái gì? Đâu? Đây này, ba cái xanh rồi. Jelly luôn. Cũng jelly. Jelly đóng mở này. Khá là ok. Julia đấy. Có gì có anh em xem tiếp nha. Đấy anh em ơi, đây vì các bạn thấy cái bị cái này dây to quá, có hình như trên kia có dây nhỏ đấy. Dây này to quá trông nó cụm quạng hả? Có chỗ chặt rồi. Không. Đây là dây này là dây của gãy số anh ạ. Thì cái này mình đang bộ gãy số này cho lên đến cái hộp trên này. Đấy, luồn lên đến trên lấy luôn. Đến này giữa. Hả? Ờ cho luồn đường giữa này. Cho cái hộp gãy số đấy đó. Cho lên trên này luôn, bỏ hộp gãy số đó. Đẹp không quan trọng bằng bằng trông nó đã xấu. Này này, cái này mình cắt ra xong rồi cho vào cái hộp kia. Tất cả là truyền vào cái hộp kia hết, xong bắt đầu ra ngoài này. Cái hộp này nó sẽ chịu chỉ ước là chịu về phần điều khiển thôi, cho nên là cũng không biết khi mình sử dụng đấy. Chủ yếu là lên cái ánh đèn là một này. Và bộ gãy số đằng sau kia. Đấy. Nguyên khu này là đã làm được rồi, mình đấu bình xăng ra ngoài này mình không sử dụng bình to nữa. Không sử dụng cái bình to cái nữa, mình sẽ cho ra cái chỗ này. Chỗ này là một cái bình xăng, có thể là có bọn mình có thể bình xăng là lên được đến trên này và cho xuống đến thế này thì nó cũng chứa được khoảng 10 đến 15 lít hoặc 20 lít đổ lên. Được, 20 lít thì bọn mình chạy thoải mái thôi, một ngày chạy thôi hết 20 lít. Đúng không? Bình này bình này nó trên 30 lít, 40 lít đấy. Mỗi một cái đầu này đến đây cũng chục hơn chục lít, một ngày phải 40-50 lít đấy. Đây nguyên nó đấu ra mà. Đây dài quá trông như thế cặp nong cặp ni á. Đấu người ta đấu vừa đo vừa tầm là được, nhưng mà nó đấu dài quá. Không cần. Cuộn nó vào ở dưới trong lòng gầm đấy là được. Ừ. Cho gầm hẳn ở dưới kìa, trông cho đỡ thô. Ôi con này khênh cái bình xăng này ra ngoài á. Nhìn không xử lý mình khênh bình xăng ra xong rồi là cái sàn này, cái này xử lý lại cái đường xăng à đường dây ga này mình sẽ chỉnh làm sao cho nó ok lại chứ để vậy có vẻ kéo ga hơi bị nặng. Thôi cứ để vậy đó không ạ, biết là đầu ấy lên xong tháo đầu kia, tháo cái cắt cái đây cái cục trắng ấy ra để đút nó vào đây xem đó. Nã nhưng mà vậy nó gì vậy, ga nó đỡ bị ép mạnh nhè, hơi nó nới đã đi thôi. Cắt này đã tháo ra đây đã cho vào kia cắt đó. Ừ không để vậy thôi. Đấy ngoài kia thì Hưng đang thì xử lý cái hộp điện đấy để cho lên. Ở trong này mình đang thì mài nốt cái bậc tắp ly này ạ, à bậc vào khoang nội thất này.
Cái này làm xong rồi rất là có chạy tiết thử không đúng? Tùy nó mọi người. Cái này làm xong nội thất thì chạy có giải quyết được gì? Thì để ra chạy cho nó chất. Làm xong xe chạy mới chất. Cái này mà làm xong nội thất thì có bọc da thôi về. Trong thăm nội thất thì cũng có gì đâu mà ra đường thì có phải để hoạt động xe đâu mà cần phải ra đường không? Ra đường thì nếu mà làm mà muốn quay trong thì phải mở ra đường, mở tung hết ra không quay đấy, cái bọc cắp đi này còn bên đấy bên kia thì chắc cũng hơi chạm chạm tí hay mài. Chúng ta làm một cái này mất khá là công đấy. Anh em thấy mất bao nhiêu là công làm nên mình phải có cái sản phẩm hoàn thiện là ố dè luôn. Có thể tới bọn mình sẽ làm cái khuôn kính này cả đường trước đường sau cả chỗ này để gửi đi, và cả được con Zeco luôn, chứ không để lâu nó mình không tính được ra thì dần nó bị biến dạng mất đấy. Đấy, mình khi đặt lên form xe thì con Zeco này là làm, nếu mà làm khuôn kính là làm cả một liền, cả con Zeco cả con gì kia luôn, con form mất tang kia. Đó. Bên đây thì ra cánh cửa rồi nhưng mà cũng chưa lắp được vào. Bây giờ phải cắt vào được chưa Hương? Cái đấy làm sao, nghĩa là phải thò một cái đầu này ra để ráp mới thò đầu kia lắp lại định được. Đầu đấy nó ở đây, nếu mà ngang lên thì lại không có chỗ nút. Hả? Nếu mà quay lên đây lại không có chỗ khoan ra chứ, nút ra xem ngang có đủ không, để nổi cũng được mà. lấy hẳn ra xem cái đấy thì cái vừa rồi là cái điều khiển hả? Cái đấy là ở đây mấy chân, xem cái kia mấy chân? 5 chân. Cái này là cái ra đường sau này. 5 chân. Nó là rắt này. 2 chân là rắt nguồn. Có rắt nguồn nó làm chưa nhỉ? Nó đấu chưa nhỉ? Có đâu. Chắc nó chưa đấu rắt nguồn đúng không? Có cái 5 dây thôi. 5 chân này là dây gì? Như này nhỉ. Đầu kia mấy nguồn? Mấy chân? Đầu này cũng 5 chân đấy đi. Nhưng mà nó là rất này. Rất này rất to. Đầu nó to. Đây. Nguồn để vầy. Để vầy xong rồi nguồn ở tới đáy. Vặn vào, vặn lên nguồn tới đáy xong rồi cái hai đầu gì thì to ra khỏi ra mấy ngoài này. Đâu, cái này của nó mà. Không biết rồi, nhưng mà ý là cái đây thì nguồn đâu đấy. Khoan bục tới đáy này ra. Đây. Xong thò lên xong cắm vào đây xong vặn vào. Không lôi xuống. Dạ. Nguồn đây. Nguồn này nối nữa. Đấy, chắc hình như vậy, đúng không? Đấy, 5 chân phải. 5 chân. Hả? 5 chân đấy. Đúng rồi, đấy. Nguồn đấy thì để nối ra công tác, để gì, gãy số đấy. Đấy một nguồn, mới lại đây một nguồn. Cơ này cắt cái đấy ra. Nối luôn lên khu vực trên công tác, cái cơ nào mình đấu đây xong nhỉ. Yeah. Cắt những cái dây nút đấy này. Cắt hết cái đấy ra để lấy cái đấy ra. Lấy cả một cái cụm mới ra ngoài. Cả cái nút kia cắt ra. Nút thì cắt thôi. Như này. Lấy ra ngoài.
Gãy số mà phải ấn số mày. Chờ mấy nữa mình làm cụ trực tiếp luôn. Con này cái bô lăng của nó làm ở trên hẳn ở trên gì ấy. Khó thật. Hẳn ở trên cái bô lăng luôn chứ nó không phải là ở như con ferry, nó lại ở dưới gì nhỉ? Ở dưới với cụm bô lăng ấy. Làm hẳn trên đây phải không? Ừ, con này nó lại ở trên hẳn trên trên đoạn này nhỉ. Thì cầm tay gãy ra. Trên hẳn bô lăng đấy. Cắt nốt bên kia ra. Tiếp theo làm gì cơ? Hiện tại thì mình đang kết hợp toàn bộ vào một cái chìa khóa này luôn. Là tích hợp tất cả các điện vào đấy, điện xăng rồi điện khí hơi. Khí hơi. Đây, mờ tối đây. Đây là bật chìa khóa này. Đấy, bật chìa khóa lên là nó có. Tắt đi đây, bật chìa khóa này. Tắt đi là nó không còn nữa. Đấy. Bật lên. Khá là ok. Mình tích hợp vào trên đấy nó dễ hơn. À cái này đúng rồi. Cái này tiến này. Đấy. 2 3 4 5. Cháu thấy là đang rất là khả thi đấy. 1 2 3 4 Nào. Nhưng mà về lùi nè. Anh em. Về lùi là ấn không được. Đấy, không biết là về lùi là phải có khí, chắc phải không, có khí. Không phải có khí mà là phải đạp côn. Đấy. Là cái nút đỏ này. Nhưng mà cái này, mất bóng rồi phải không? Nó cũng làm cái gì đây nó tí tẹo đất luôn. Thế là đất mất bóng dây lùi rồi anh em ạ. Hay tháo ra chỉnh lại bóng đấy. Đấy, tiến này. Lùi. Tiến rồi. Con này mình sẽ cho lùi là bắt buộc phải đạp côn mới lùi được. Đấy. Tắt đi. Đấy. Mình tích cho tích hợp toàn bộ vào cái dây ở công tắc này luôn. Đấy, chìa khóa này. Cho đỡ phải ra vòng dây ra đằng sau kia anh em. Vòng dài nó tốn dây á. Dài. Điện thì đang thì ít. Có bao nhiêu người cắt hết ra không? Cho dây thừa nhiều đó. Cái đi nó phí, hẳn mới lại mình trông nó lằng ngoằng. Ừ, lằng ngoằng. Cái bơm này. Cái bơm thì mình, bơm hơi đấy. Thì mình không nên cho chìa khóa. Đấy. Cái bơm hơi mình nên đặt vào nguồn điện luôn, bởi vì nó cứ hết hơi nó tự tích máy nổ luôn thì nó dễ. Thì nếu mà bơm hơi mà cho vào luôn thì hơi nguy hiểm. Cho nên là bơm hơi mình sẽ để cho vào cùng với lại cái đầu bình ắc quy luôn. Không ăn hay mất điện không? Không, nó vẫn còn rung máy mà. Ui giời. Cái này nó kém quá cậu nhỉ. Cái đó bị điểm tiếp xúc rồi nè. Đấy. Tiếp xúc kém quá. Đấy, nóng quá. Được một phát là ok ngay. Nếu mà ăn điện một phát là vào lắm. Mình đang muốn cho tích hợp lên trên này, sau này nó đỡ mất công chẳng thấy điện về đằng sau anh em ạ. Ui nóng thế. Không nóng thì chẳng hả? Ấm ấm không? Ấm ấm bằng tay anh ạ. Đấy, nhà hàn thiết vào cho nó chắc. Hàn thiết luôn nha. Ok đấy, chất lượng. Sao cái dây này nó là một đầu bé, dây mát à? Đây nhé. Nó là hai đầu bé, đầu to gì vàng nhỉ? Cái này, cái mạch điện này chỉ cần đấu nhầm là cháy. Là toang hả? Cái điện của cái điều khiển này này. Đấu nhầm là vứt đi luôn. Của điều khiển số à? Điều khiển số.
đồng hồ này cái này có khi cũng chẳng cần chặt nó in sau này thì lấy mua điện bóng giá giá có bán không? Bán đồng hồ ai mua? Ai mua? Có anh em nào cần không? Đâu rồi nhé? Bằng tính rồi hết rồi nhé? Bằng tính rồi, bằng tính rồi đấy thì đưa hết đấy đấy. Mua hết quá? Hết. Rồi, chắc phải lên đây để lấy. Lên đến hết rồi. Ui giời ơi. Ui hết băng dính thật rồi. Nhưng mà cuốn câu rồi mà hết rồi là hết. Hết rồi. Thật là buồn. Thôi, mình mua một cuộn khác. Thôi nhá, mua cuộn khác nhá. Lại phải đi mua cuộn khác anh em ạ. Đang thiếu băng dính. Tí này không biết có đủ. Đây còn một ít nữa mà không biết có đủ. Ui giời, cái này chắc được nửa vòng. Rồi anh em, cái này mình phải di chuyển cái bình xăng này ra ngoài. Ôi giời ơi, nhẹ tinh rồi, hết xăng rồi vậy nhé. Phá xăng hồi chắc không dùng đến cái này nữa đâu nhỉ. Quá chứ. Dùng đến cái bình này nữa đâu nhỉ. Quá chứ. Đâu rốc của xe máy. Để ra, để tạm ra đó. Đây. Ôi giời ơi. Ôi giời. Thế bình xăng này, con này mà mình phải lấy cái bơm này, mình tháo bơm này luôn. Tháo luôn rồi. Ừ, lấy tô vít tháo bơm, tháo cái ngoài đó. Mình phải lấy cái bơm này để sử dụng cho chiếc, cho một cái bình xăng mới. Đây, trời ơi, đây là. Đây là những cái ngày hôm qua bọn mình cho vào, kia mình cho vào để chạy thử. Để test thử khung xe anh em ạ. Bây giờ đấy, bỏ ra mắt trông nó thoáng đáng luôn. Đẹp đẽ luôn. Đây cái sàn này, sàn này bọn mình sẽ dán bằng composite luôn, làm bằng dán composite. Đấy. Cẩn thận nếu nó trườn đấy, cứ dày dày nó đúng xuống khớp ạ. Rồi, cái này vừa là phải cà lê tá. Thử một loạt lại nhỉ. Ấn mạnh xuống thì là cắn răng. Cái này phải dùng phải cẩn thận, hiện nó đang thì có hiện tượng ấy bị trượt rồi, cái này trượt nốt đây ngay, phải sử dụng cà lê rồi anh ạ. Y lấy cà lê ra để vặn đây này, cái này là quan trọng nhất đây. Mình lấy cái bơm này, bơm này nó mới đẩy xăng được lên cho cái động cơ, động cơ mới hoạt động, mới nổ loạt dính dính. Cà lê 8 hình như ở đây, cà lê 8 một loại hình như ở trong cái sọt này đó. Một loại mình đi test nhưng mà cầm về không biết có bỏ vào đây không. Đây ra hình như quá đây rồi. Cà lê 8 mà. Đây nè. Đấy, mình nhớ không nhầm luôn. Hả? Cà lê 8 nè. Đây chỉ cà lê 7 thôi. Cà lê 8 đi. Không, đây là cà lê này mới, cà lê chuẩn này mới vặn được nó nè. Đấy. Vậy cũng vậy thôi mà nhé. Hả? Vậy chứ mà máy bắn gì ra. Nó không đúng khớp phải không ra. Xăng nó cứ vậy. Vào đây xong rồi. Ví dụ như quá trụ than đánh lửa thì. Vừa tầm. Nhưng mà nó cũng khó cháy hơn ga. Đúng không?
chế thì mình phải cắt bình xăng ra mình lấy cái này. Không, cái này lấy cái này lên là ra mà. Lấy ngay bơm thôi. Kia còn có ống nữa kìa. Đó rồi, lấy lên kiểu này nó luôn. Lấy nhẹ nhẹ rồi. Đó, thấy chưa? Nhắm thấy bơm xăng người ta đẹp chưa? Sao ạ? Sao xăng. Đấy, xịn xò chưa? Đây là cái bơm xăng của chúng mình. Đẳng cấp chưa? Bùi xịn nhỉ? Lọc. Đây là lọc nè. Đây là bơm nè. Bơm này thì trên thị trường người ta bán rất là nhiều. Thoải mái luôn. Dây điện âm dương và bơm nè. Đấy. Âm dương và bơm. Còn mấy cái đây này là dây báo xăng. Mấy cái dắt này dắt báo xăng lên đồng hồ nhưng mà... Có chẳng... thể là không cần đến nữa. Không cần. Nhưng mà là dây thông khí à? Đúng rồi. Đông, đấy là dây xăng hồi về. Đấy, tĩnh động. Bỏ ra ngoài sáng sáng này xem. Đấy, anh em thấy đây cái bơm xăng của nó là nó như thế này đây. Đi ra xăng. Trong bơm nó còn xăng mà. Đấy, cái bơm này là mua là cũng hình như là đợt trước mua là 600-700 vậy. Đắt đấy. Ừ, một cái con này. Một cái bơm này. Đắt là phết đấy. Đồng đùa đó. Và đây là xăng này. Mình quay nhưng mà cũng hơi mạo hiểm. Mình muốn điện thoại. Đây xăng. Cái này có khi chiết cái xăng này ra ngoài. Không biết nó có van thừa không nhỉ. Đây là trong bình xăng này người ta ngăn. Người ta ngăn để tránh sóng sánh kìa. Đấy. Đấy. Kìa kìa, ngăn ngăn mở mở rồi nếu mà đấy đấy quay vậy thì mày lai trong trong đây đấy cái bức ngăn của bình xăng ấy nó không bị lắc đấy. Mấy nữa mình có thiết kế bình xăng thì mình phải thiết kế theo kiểu đó. Dạ. Yeah. Nhiều khoang ấy. Ừ, nhiều khoang. Nhiều khoang. 2-3 khoang đi. Như cậu bé. Đảng bộ là bình xăng của mình mua cái. Mua cái gì nhỉ? Cái thép mỏng mỏng vừa vừa không đi hàn tích. Dạ. Yeah. Mua inox. Mua inox xong đi hàn tích. Lốc thép trắng nữa. Lốc là chuẩn. Nhưng mà thép. mình hàn tích nó ok hơn là mình về mình hàn tay, mình hàn tay cũng được. Cái này nhá, mình mua luôn cái máy hàn tích rồi mà hàn. Mua bình khí rồi mà hàn. Ừ, mất thời gian á, tốn công á. Hàn đẹp mà. Dễ. Mình làm nhiều cái bô chứ mình hàn luôn. Đó trước tao tàn hàn mừng gì mà. Tao tàn hàn. Hàn bằng máy kia á, bô chứ hàn máy kia á. Ừ. Nhưng mà nó không được kìa. Đấy, cái này mình sẽ chết cái này ra anh ạ. Chết cái gì ra này. Đây, cái này cậy lên để lấy cái này. Lấy cái này lên. Ừ. Lấy cái gì mới được. Lấy cái đục. Mình sẽ lấy cái này. Để sau này bắt vào cái bì cái kia. Và những con ốc này nó mới phù hợp này. Đây là một pha tháo. Kể cẩn thận cái bơm xăng đó. Một pha tháo bình xăng rất là mạo hiểm. Cẩn thận nó bốc lửa là thôi. Mày nó chỉ bùng lửa đấy thôi cậu nhỉ? Hả? Mày nó chỉ bùng lửa đấy thôi bạn. Ừ. Mạo hiểm thế. Những cái nào mạo hiểm thì mình nên làm. Mạo hiểm quá anh em ạ. Đây méo bên đây nữa, hai cái này nữa thì mày ram ra này. Đấy. Đóng. Nó vẫn kiểu hơi tính phải. Nó rách cả thịt của bình xăng ấy. Ừ. Quát ra. Này nó đính như kiểu người ta đính điện đấy. Nhé. Kẹp ấy, đính kẹp ấy. Ừ. Kẹp
kẹp điện đấy. Mạo hiểm thật đấy anh ạ, sợ bùng lửa mà mình phải đứng xa quay cho anh em xem. Đấy, lên rồi. Sợ thế nhỉ? Có cái đục, có cái đục thì tốt hơn. Yeah. Bóng phùng nó bóng. Bóng xăng này kinh lắm. Mày. Mới là tính nhá. Tính. Ấy, xịn chưa? Đây, cái này là sau này bọn mình sẽ vẫn thắng lắm. Đây, ý xì bình của con Pagan à, Ferrari luôn. Nhưng mà bọn mình lấy cái này xong bọn mình gắn vào cái bình nhựa đấy cho nó không ok lắm. Bây giờ cái này bọn mình sẽ tích hợp nó vào cái bình kia, cái bình mình mua mình chế inox đấy, mình sẽ chế vào đấy xong rồi để lắp vào đây. Cái này mình sẽ lắp cái này vào đây chứ, lắp cái này vào đi chứ đỡ quên. Đấy. Ê, ngước cưới mà. Cán không nhanh là không kịp đâu. Đấy, cái này là sau này cơ xong rồi bọn mình sẽ chiết hết cái xăng này trong này ra. Chiết hết xăng ra xong bắt đầu là bình này mình bán sắt vụn, lấy tiền mua thép chế bình xăng mới. Có đủ không? Người ta phải tuần hoàn giá trị chứ, tuần hoàn đồng tiền chứ. Mua kem thì bình thường quá. Bây giờ xiết bình xăng đổ xăng vào bình xe máy. Ừ. cũng được. À lúc nữa. Này, lúc nữa lấy bìa cắt tông xong bắt đầu ướm bình xăng luôn. Nhờ. Xong sao mình đi mua là mình bảo người ta dập cho vậy luôn. Mình được về đó phải cắt, mất công. Đúng không? Dán vào vậy luôn. Ừ. Nhầy. Vậy hợp lý ấy, đúng không? Cái này nó có cao su anh ạ. Đây, cao su này nó là chống bốc hơi xăng. Cái viền này ngày xưa người ta làm, người ta cũng chả cần gì nhỉ? Cần gì? Cần cao răng nhỉ? Không, cần gì đâu. Đây nè, cái này người ta ép vào cái thành trên đấy rồi. Cái gioăng này nè, ép vào cái thành cao kia kìa. Nó ăn vào cái thành cao này. Thì là người ta không cần làm gioăng ở cái bên dưới nữa. Vậy là tất cả là cái trên này nó chịu. Ừ. Cái này chỉ mang tính chất để vặn ốc thôi. Để giữ lại thôi. Ừ. Chứ cái bình xăng cho nó mỏng quá, nó không tiện được, chắc là không gì được, taro được em. Không taro được. Mà có taro thì lại phải làm đầy đó lên, lại tốn nhiên thời gian, nhiên liệu. Thả rằng người ta làm vậy xong người ta kẹp vào, người ta tích điện xong. Người ta tính quyết luôn. Kỹ sư mà. Kỹ sư nước ngoài. Anh em có biết rằng cái bộ ECU của ô tô này cũng là một cái gì cũng kinh khủng luôn chứ, bởi vì nó điều hành dã man luôn, trong mạch điện tử chứa toàn bộ ở trong đấy, cấp lệnh cho điện ECU này phải không, cấp lệnh điện cho bơm đánh lửa này, kim phun đánh lửa này, mô bin sườn này, cấp điện lệnh cho cảm biến này, nhiều, nói chung là cấp điện lệnh cho xăng này, ui dù nhiều lá man luôn, chung ngành cũng nhiều thể loại phết. Ừ. Đấy, xong rồi bọn mình sẽ chiết cái xăng này ra đấy nha. Cái này, cái bơm xăng này mình phải cất đi nhé, mình cất cẩn thận chứ không gì đến cơ rồi nó va chạm vào lại hỏng mất. Đây, có khi mình cất lên cái tủ này không, nó cả cái cụ này chứ còn mới thì mua thì cũng được thôi, nhưng mà hồi tôi đem cái cất lên đây bởi vì bọn mình cũng tản người kiểu đánh đi.
vô tình rơi ống lại hỏng mất phí đi. Đấy, bơm xăng. Để đây yên tâm chưa anh em? Yên tâm quá anh. Đấy. À, mọi người nhớ là xem video này rồi thì lưu lại hộ mình nhé, chứ không phải đến cơ bọn mình cũng quên không biết. Ở đâu anh em bình luận thuế bọn mình đi tìm bình xăng à. Đôi cái lỗ này là bị một lỗ này. Một lỗ là lỗ bơm xăng vào. Thì cơ này cho cứ cho nó chảy về đường đấy đi. Không thì cho hẳn lên đây. Khay nhiên đây. Cho khay nhiên đấy nhỉ. Này... xong rồi để cá vậy không bịt lỗ tí để cho chảy lỗ to nó nhanh kìa. Nhưng mà lỗ to giống như là có cái cây nó thông ở bên trong ấy. Lỗ tí xăng gì lại. Ừ, nó vậy. Không hết được cận đấy. Ừ, vậy thì cứ bịt thử thế. Nhưng mà đổ như thế sợ. Cái nắp này đâu vậy? Cái đấy nó ở trong kia đó. Là cái ống vậy? Ừ. Nào, khênh đi. Mà mình cho lên cái lốp xe này nhé. Cho nó dốc ra ngoài cái luôn. Đấy. Xong một người thì dựng đỡ là được. Cho ra ngoài kia kìa thì độ dốc của nó có luôn. Nhà mình đang nghiêng khoảng 100 độ. 100 độ á? 100 độ. Nghiêng nó có rõ không? Còn khá là nhiều xăng, không biết là một bình nó có đủ không, hễ không đủ bọn mình được chảy vào đổ vào gì. Đổ vào xe. Nào, lên nào. Ôi da, không đúng đó. Không chảy đó. Không chạy rồi anh em ơi. À. Bốc hơi ra đây mà. Không phải. Nó phải đi được não đâu. Về. Xì chéo nhé. Xì chéo. Chả nhẽ bọn mình lại khoan lỗ đó. Khoan một lỗ ở đây ra. Khoan chắc không cháy được đâu. Xem nó có ra nước đây. Không. Vậy là chỗ này có không gian nữa. Trong này có màng ngăn hết. Ôi kìa, trong này đường dây người ta chằng chịt thế kia. Cái này nó đi vào cái đường ống rồi. À, trong này có cái đường ống rồi nè. Đợi. Đường ống đấy là cái này. Ừ. Chắc vậy. Đường ống là cái bé này. Hay là nó ra được cái bé này sẵn. Nguy hiểm quá. Tốt nhất là khoan một lỗ này nè. Tốt nhất là chứ không tháo xăng ra phí. Phải khoan chỗ này. Không biết xăng có chạy về đấy không. Cái lại rốc vào đây gì. Miếng nó đồng. Rất là khó chơi anh ạ. Không biết là xăng nó chạy kiểu gì ra vậy. Mình sẽ nghiên cứu để lấy xăng ra nhé. Vừa phải khoan một lỗ bục tí ấy. Đấy, thấy chưa? Ấy cơ này mới lấy. Cơ nãy à. Không thể lấy nổi, sợ ở trên kia ấy nó nổ. Để đây vai cơm. Cái này chắc nó phải ngăn nhiều đường lắm vậy. Đây, nó ngăn cái kiểu này cho mình nè. Với cái nhựa ở đoạn đầu này nó làm cống rãnh như nó là sóng sánh với đại dương. Không biết là có được 5 lít không? Chắc được đấy, bởi vì xăng thừa cũng nhiều mà. Tò mò thì chú có cắt ra xem. Cắt rồi. Hình như là đợt trước cắt rồi. Vậy không biết. Nhưng mà không để ý, nghĩa là bên trong cái đường dây này nó chằng chịt kia mà. Chằng nguyên cái khu xe luôn. Cái để bán lấy tiền mua kem. Mua kem. Mua bình xăng mới. Cái hôm qua mua ở thế nhỉ? Nhưng mà đấy không phải là bán sát. Qua mua kem mà chưa trả tiền nguyên cơ. Hình như ở trong tủ vẫn còn kem hay sao? Còn kem men gì, kem đá. Cái kem hôm qua kem ngon cơ, cậu nó bỏ sót lại kem đá. Về muộn vậy thì nhỉ. Về muộn có ra đâu mà. Đâu đi cắt tóc.
cắt tóc xong thì về thì bọn bọn kia nó ăn hết rồi. Con kem đá. Vê vê quá. Đây được 3 lít rưỡi rồi anh em ạ. Chuyên tình can 5 lít đã được 3 lít rưỡi không? Vậy nó đã được nhiều chứ. Kinh thật đấy. Chiết hết xăng ra là cái này là trong bình không còn tí nào, cái này có cắt cũng ok đâu. À còn phải lấy cả cái kia nữa, cái cục cục tròn tròn nữa để sau này lấy chỗ mà mình đổ xăng vào. Như vậy vặn được ra thì vặn. Vặn được. Chỗ vặn. Đấy, có ốc đấy. Tội gì, đúng không? Tội gì. Vậy thì cần em vặn luôn như đấy, trong đổ luôn đứng đấy. Nó có cái cây thôi mà. Có. 5 lít, 5 lít có thừa anh em ạ. Hiện tại là đã là đâu rồi? Nhẹ lắm rồi. 4 lít rưỡi rồi. 4 lít rưỡi. 4 lít 7 rồi mà vẫn còn nhiều, rất là nhiều xăng luôn. À nhỏ giọt đó. Ê, cháy cháy không ạ? Chống chân trượt mà lại chân trượt à? Cái xăng này, cơ này là trên đường đấu giá. Xăng này xăng chiết ở bình đa là toàn xăng xịn thôi. Xăng ô tô đấy. Phải không? Xăng này xăng kín. Xăng kín nhưng mà xăng xịn. Xăng ô tô hết. Lắc lắc xem, vắt vắt xem vầy vầy. Hết anh em ạ. Vặn vào nắp vào đi. Còn tầm 3 hồ, 3 hồ rưỡi mà. Kỳ xăng ngày can lại không. Có nắp không? Đồ xe ấy nó đỡ. Nó đỡ phí. Bạn gái tiến lên. Gái tán của em trai mày chết rồi. Bạn gái sao? Bạn gái tiến đi. Cái đêm. 11 rưỡi. Cái cả lê 8 ở trong khay cái khay đổ ấy. Vẫn bị một quan như cái nãy anh em ạ. Vừa cất vào cái, mà trong cái khay đổ ấy đâu. Xăng này, khô ngay này. Vẫn còn khoảng như vài hột nữa này. Sóng sánh đại dương này. Ok nhá, cái này mình lấy cái cụm này để sử dụng tiếp. Vâng. Wow. Ui, thấy chưa? Wow, cục như thế là cục bì. Ui, này, đấy xịn chưa? Đấy, vậy làm sao đổ sáng ra được? Ừ. Van vậy. Sánh không sánh được. Dạ. Lấy cái lại tiếp, nữa nhá. Lại tiếp tục lấy cái cục cục bế luôn này. Lấy được không? Lấy được. Chở Quang đi. Cả gia đình nhà Quang. À lấy được đấy. Hưng ạ. Lại gõ lại như cái nãy. Gõ như vậy. Ừ. Vẫn như cái nãy luôn, vẫn như nắp trên luôn anh ạ. Nắp số bơm xăng ấy. Cuộc sống nó vẫn thế. Cái cục này đẹp nhỉ. Cục này như kiểu titan anh em ạ này. Màu cái gì nhỉ? Màu vàng đồng đấy. Titan luôn. Khá là đẹp luôn. Một bằng ở những cái điểm đấy là nó 4 điểm 5 điểm lấy nút cái kia để sau này bọn mình có cơ sở để lắp cái ống đổ xăng này vào chất lượng luôn. Thank you.
về Hà Nội rồi đấy. Về Hà Nội học rồi. Về Hà Nội học rồi đấy. Xe Hà Nội. Được rồi, bẻ là ra đấy. Được ạ. Càng vậy đấy, cái này phải có nội xoay thì vào mới xoay được bình bên trong chứ không thì phải mổ phanh nha. Mổ nội xoay, mổ nội xoay thì trông thấy, còn mổ phanh thì nguy hiểm. Đấy, xong xèng lấy búa giáng phát xem có ra. Nó kiểu nó hàn tính tích tích mà chắc nhỉ. Tích quặp. Ây da, xa rồi. Đây chính là bình xăng. Bình xăng chính là đây. Dạ mạnh đã, kém thế. Hay yếu tay. Đây, lắp cái đấy vào đây luôn. Ốc. Ngược đó. Đây, úp xuống. Đấy cho ốc vào. Tận dụng hết anh ạ. Đỡ phí. Ấy anh em ạ, Mít Lợi vừa đi mua kem về ăn nhá. Ngon thế. Kem mua nước rồi anh ạ. Ê vậy. Mình, quyết định là ăn kem trước. Ăn kem trước rồi bán sắt vụn sao? Vậy là vừa rồi xuống kia ký à? Ừ. Ơ giờ. Chơi đi. Ăn luôn đi cho nó nóng. Tuyệt vời, trông kem này ngon đấy. Mấy cái thằng này để lên mùi hơi mùi. Kem này là kem. Kem này là kem gì rồi con? Kem cốc, một lại kem ngô. À. Hoa quả sơn. Ngon nhỉ. Đúng các thể loại, kem tuyệt, hoa quả mà. Tuyệt vời thật. Kem này là 5.000 một cốc này. Đấy. Kem này là 7.000 một cây này. Úi giời. Kem ngô đắt mà. Mời anh em kem ngô. Cái ngô thật à? Giống như cái ngô luôn. Mời anh em ăn kem. Đấy. Tuyệt vời nhé. Ngô chưa? Mời anh em nhá. Ăn được á. Ngon quá. Cũng ngọt. Ăn cái kem này nó không ngọt lắm. Nó vừa thanh thanh ăn được. Còn cái kem mà kiểu sô-cô-la thì ngọt á. Ngọt điệu luôn. Dạ hơn. Cho xem vị bút răng có. Cháu có nên ăn không? Không. Làm cameraman thì không nên ăn phải không? Bất tử, không cần ăn bất tử. Vậy. Cậu lấy cái chậu. Cậu kem ơi. Ôi giời, kìa, đấy. Đấy, thấy gái một phát là kem không ngay. Cháu mà, ăn kem không? Kem không? Hả? Ai? Ai biết được? Chắc có đi cả rồi. Chơi với gì Hà mà. Ăn đi. Ngon quá. Thôi, mình cũng đi ăn kem thôi. Mau cả cơn này ăn thôi được. Ngon quá. Thèm. Thèm rồi các bạn. Thèm rồi. Ăn. Ngọt ơi. Ngọt á? Ngọt vừa mà. Ngọt. Nó thanh thanh. Nó bên ngoài nó có bị tai tai. Buột răng quá anh ạ. Ngon, tuyệt vời. Mùa hè quá kem ăn mắt rồi. Mắt ruột. Mùa đông không có kem ăn à? Mùa đông ăn kem mới ngon. Quá mà. Ừ. Cảm giác lạnh nhưng mà lạnh từ trong ra ngoài. Không là buốt đấy. Lạnh được đều à? Ừ. Ăn được hết 5 cây không? Cầm mấy cây là hết sức? 2 cây. Ăn 4 cây đi, nhưng mà hôm ăn 4 cây hôm nay bỏ ăn có 2 cây. 1 cây kem ngô. 8 cây kem này. Khai thật đi. Mất 1
100 mốt thôi. Rẻ. Nhưng mà cậu khai thật đi. Hả? Mà hôm cậu ăn 4 cây sao hôm nay cậu bổ ăn 2 cây? 2 cây thôi. Ok anh em nhá. Mình ăn kem đi. Quay nhiều mình lại không được ăn. Cậu được ăn hết. Bấm á. Nó khét đấy. Cái này chú đang làm gì đấy? Cái này là cái gì? Bình xăng à? Mình đang thì nghiên cứu là cái này là để làm bình xăng. Bình xăng làm bé vậy chứ chú. Đây là cái bình dưỡng đấy phải không? Đây cũng chứa bé vậy thôi, chứa còn chục lít rồi mình có phải giờ chạy là hết. Hết một chút. Đây là cái bình giấy mà chú bảo để ghép đây à? Đúng rồi, cái này mình làm tạm về để ghép. Xong là mình lấy mẫu vậy không nữa cơ, mình chỉ việc cắt giống như vậy thôi. À, đấy các bạn, đây chú lại đang cắt ghép cái bình xăng nhé. Vừa rồi mình có phá cái bình xăng ra rồi, xong là lấy bình xăng, lấy mấy cái nắp rồi, cái này bọn mình sẽ phải sử dụng cái giấy này để năm ngày mai đi mua cái thép anh em ạ, mua cái thép đấy về. Thép, thép hay là lốc? Lốc, lốc cũng được, thép cũng được để làm bình xăng. Đấy, làm bình xăng. Làm ngay chỗ này luôn anh em ạ. Đây. Thì cái về sau này cái lưng thì nó đến đây thôi, thì mình làm quá quá lên một chút để cho nó dài mình xăng ra. Cái bình này về cũng chứa hơn chục lít đấy, không ít đâu. Vậy là nhiều rồi. Bởi vì con xe của mình chạy. Mình làm bằng cái bình mình làm bằng bằng cái bình này chú ạ. Bằng bình đấy cũng được. Ừ vậy thôi mà. Đây nè, đây là đầu trên của nó. Là mình đổ cái bình đấy phát là đầy luôn đấy. Không, phải đổ hai cái can đấy mới đầy được cái này. Đây nè, đó. Vì cái này hãng mình hơi dài, vừa mình chưa có cắt bằng đấy. Cái này là cái to nhất. Gồm 3 cái mà. Cắt một miếng tôn to vậy. Không vuông quá, mình là muốn làm gàn đấy. Đây, cái này. Cái này là phần đáy của nó. Nắp trên đấy. Xăng này to, xăng này không bé đâu, chứa được nhiều xăng đó. Vậy cuối cùng là cái máy nó có nổ không chú? Hả? Cuối cùng là cái máy này có nổ không? Có nổ. Nổ không? Nổ ít thôi. Nổ ít là nhiều. Nổ cái này mình cà dây đồng hồ vô vị, đấu trực tiếp vào đâu. Báo tôi còn không đúng, hay hết rồi. Vứt đi hết. Chết mục luôn. Vứt đi, cắt vứt đi. Không lấy đồng hồ báo tua nữa à? Không. Đồng hồ báo tua không cần. Vậy như thế cắt hết luôn đi, nó ít dây. Nè, Hưng đặt đây nữa Hưng. Là cái nắp nó lên trên, nét lên. Trời, cái này mà không chứa được còn chục lít xăng mới là lạ. Chạy đi 80 cây một giờ. Như 5 lít thôi. Nhiều vậy. Không là mình đi mà chục lít đấy. Được không? Lại. Đầu bên này không? Đấy, chưa? Mình có làm cái đít nó kiểu dốc xuống đúng không? Bằng thôi, bởi vì cái này. Bằng cái gì nhỉ? Cái bơm xăng kia kìa, nó bằng ngang. Đang quấn nhiều nữa cho lên bảy. Đó. Ngay cái này đang nhưng mà một bên thẳng đứng. Cái này mình phải cắt một bên thẳng đứng. Đây, đây cho nó thêm cho lên bảy nữa lại thêm được ít nữa. Không, nhưng mà là nó lại không bơm, nó không bơm được. Đấy, nhưng bơm. Mình để bơm đấy. Không, để bơm ngang rồi nó thòa. Bơm phải để trên đỉnh. Thì chỗ này làm cái vuông cho nó làm vuông. Được. Được đi. Mà mua là đặt đúng rồi. Đây hình nó như thế này anh em. Đây nó chúc vào đây. Đây sau này nó rộng. Nhưng mà cái này tối rồi mình không đi mua được cái đấy đâu anh em nhé. Người ta nghỉ mất rồi. Đấy thôi để mai thôi chú ạ. Về ăn cơm rồi 7 giờ tối rồi. 7 giờ tối rồi chúng mình trời rất là nắng anh em ạ. Đấy, thoải mái chưa? Chứa được khoảng 10-20 lít xăng là. Chỗ này cũng phải cùng 20 lít đấy. À, như vậy à. Xong cái nắp bình
thang nó trên này xuôi về đường kia. Đây là đây này. Đấy anh em ạ, đấy đấy là một ngày làm việc của chú cháu mình anh ạ. Đấy nó cũng không có gì nhiều đâu, nó chỉ loanh quanh công việc đi gọn dây điện lại, rồi đi tất cả mọi thứ lại cho nó gọn ghẽ. Đấy, bởi vì chuẩn bị làm bình xăng nữa. Đấy, nếu mà anh em thấy hay, nếu mà anh em thấy ok thì anh em hãy cho mình xin một like, một comment ở dưới để mình tiếp thu những cái ý kiến của mọi người để mình làm sao cho con xe của mình thật tuyệt vời anh em nhé. Ok, cũng muộn rồi. Đấy, thì ok, bye bye anh em, bye bye. Đấy, siêu xe kìa anh em ạ, siêu xe đấy.